Thưa quý vị, đến nay thì tỉnh Bắc Ninh đã trải qua hơn 40 ngày căng mình chống dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây thì số ca mắc mới đã giảm sâu, ca F0 không xuất hiện ngoài cộng đồng mà chỉ ở khu cách ly tập trung. Từ đó mà tỉnh Bắc Ninh đã quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách với nhiều địa phương. Bắt đầu từ đêm qua thì 7 trong số 8 thôn của xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã được dỡ bỏ khỏi phong tỏa, điều chỉnh từ cách ly xã hội theo chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 19. Đây không chỉ là niềm vui của người dân nơi tâm dịch Mão Điền mà còn là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh. Chị Nguyễn Thị Dung, thôn Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành là một trong những trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại xã. Gia đình chị có 5 người thì có tới 3 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó chồng của chị đã qua đời do các bệnh lý nền. Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngày 27 tháng 5, chị Dung đã được về bên gia đình để chăm sóc cho các con. Dỡ phong tỏa thì tôi rất vui và hàng xóm láng giềng cũng rất quan tâm đến mẹ con, động viên thăm hỏi. Nghĩa là cũng không kiểu mới đầu ở viện thì em sợ là về nhà mọi người xa lánh, có nghĩa kỳ thị là mình COVID các thứ. Nhưng mà về nhà thì mọi người cũng hỏi han, nói chuyện các thứ với mình. Được trở về ngôi nhà sau chuỗi ngày dài đi cách ly, bà Nguyễn Thị Sắc và các thành viên trong gia đình cảm thấy rất vui. Niềm vui đó càng được nhân lên đúng thời điểm thôn Công được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Cả khu này là sướng, đêm mà dậy ra ngồi chờ đầu ngõ kia 12 đêm, chờ dỡ phong tỏa xong về đi ngủ, về cả đêm không ngủ được, sướng. Hơn một tháng nay là không được ra đến cổng ra đường rồi. Ăn xong ở trong nhà. Ngoài cái thực hiện cái tốt cái chỉ thị 19 đối với 7 cái thôn đã được gỡ phong tỏa ra thì đối với cái chốt của xã anh em tôi vẫn duy trì để làm sao mà cái quản lý cái công dân trong địa bàn ra vào thì làm sao chúng ta quản lý thực hiện nghiêm túc hơn công dân của địa bàn mình. Trong đợt dịch lần này, cả xã Mão Điền đã ghi nhận tới 332 ca mắc COVID-19 và trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, tương thân tương ái của người dân trong xã, đến nay, xã Mão Điền đã cơ bản khống chế được dịch. Niềm vui của người dân xã càng được lan tỏa hơn khi mà tỉnh Bắc Ninh đang tổng tiến công dập dịch tại những ổ dịch cuối cùng. Từ ngày 20 tháng 6, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ nới lỏng một số các biện pháp chống dịch trong doanh nghiệp để có thể hoạt động công nghiệp dần trở lại bình thường trong điều kiện mới. Các doanh nghiệp muốn đón công nhân và làm việc thì phải làm hai bước. Bước 1 đó là xét nghiệm PCR real-time và bước 2 là test nhanh. Các doanh nghiệp bố trí cho công nhân ăn 3 bữa sáng, trưa, tối tại chỗ. Khi đi làm, về nhà thì công nhân phải ký cam kết chỉ đi một tuyến đường và 21 giờ thì tất cả các cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa. Đối với công nhân làm ca đêm thì quy định là ăn tối và ăn sáng tại doanh nghiệp. Thưa quý vị, quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc, loại khẩu trang y tế nhiều màu sắc này cũng đang được rao bán tràn lan trên mạng với giá từ 1.500 đồng một chiếc. Điều đáng lưu tâm đó là đa số đều là hàng nhập lậu, chất lượng không có gì được đảm bảo. Qua khảo sát, loại khẩu trang y tế này đang được giao bán trên các trang mạng xã hội với mức giá từ 25 cho đến 30.000 đồng một gói 10 chiếc. Mua xỉ từ 500 chiếc thì giá giảm xuống còn 2.000 đồng một chiếc. Được biết là chiếc khẩu trang y tế này chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc, bao bì của sản phẩm hoàn toàn không thấy và các tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Cơ quan chức năng khuyến cáo những loại khẩu trang này tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không loại trừ khả năng là hàng tái chế. Người tiêu dùng cần phải hết sức thận trọng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị, nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, tính năng cảnh báo không đeo khẩu trang sẽ được cài đặt miễn phí cho các phương tiện vận tải hành khách. Tính năng này được phát triển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ này cũng sẽ giúp cho phát hiện và cảnh báo những trường hợp hành khách, nhân viên của nhà xe không đeo khẩu trang hoặc là đeo khẩu trang không đúng cách để phòng ngừa COVID-19 mà các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí cảnh báo thời gian qua. Từ công nghệ này thì không chỉ giúp phục vụ cho thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp mà còn mở ra nhiều những công nghệ tiện ích trong việc quản lý vận tải thông minh trong tương lai. Đây là những hình ảnh được ghi lại từ một camera hành trình trên xe buýt. Những người vi phạm về đeo khẩu trang được máy chủ thể hiện bằng ô vuông tích màu đỏ. Người đeo đúng cách sẽ được tích màu xanh. Đây chính là tính năng cảnh báo không đeo khẩu trang mới được áp dụng nhờ công nghệ phân tích dữ liệu lớn Big Data và trí tuệ nhân tạo AI. Với tính năng này,
không chỉ giúp lái xe mà còn giúp hành khách, người dân yên tâm khi di chuyển bằng xe chở khách, nâng cao ý thức tuân thủ 5K, giảm thiểu lây lan dịch bệnh COVID-19. Khách lên xe là phải kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn, đeo khẩu trang 100%. Thế còn ai không có thì từ chối, không phục vụ. Chỉ sau chưa đầy 1/1000 giây, qua công nghệ Big Data và AI, dữ liệu sẽ được truyền về máy chủ và từ 3 đến 5 phút, nhà quản lý ngay lập tức được cung cấp hình ảnh của lái xe và hành khách trên phương tiện vận tải đang lưu thông. Nhờ vậy mà các đơn vị quản lý vận tải không mất quá nhiều thời gian để phân tích dữ liệu camera như trước kia. Công nghệ này chúng tôi đã tập hợp dữ liệu qua các cái dữ liệu lớn từ các ảnh của các cái thiết bị xe truyền về. Sau đó chúng tôi tập hợp đó rồi chúng tôi đưa vào cái bộ xử lý Spark Streaming để xử lý ảnh, từng ảnh dựa vào cái thuật toán Deep Learning của cái công nghệ AI để phát hiện là... Thì ngay sau một ngày khi tôi gửi được thông tin đến khách thì đã có hơn 12 doanh nghiệp đã đăng ký và ngay lúc gần đây thôi đã thêm 15 doanh nghiệp với hơn 500 đầu xe tham gia vào cái hệ thống xử lý dữ liệu của chúng tôi. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, những năm gần đây, công nghệ AI đã mang lại khá nhiều lợi ích trong việc quản lý hành vi con người. Tuy nhiên, cần đánh giá hiệu quả của công nghệ không chỉ phục vụ cho kiểm soát dịch bệnh, mà cần thực hiện đồng bộ để các chủ xe, doanh nghiệp vận tải thực hiện theo lộ trình mà Nghị định 10 của Chính phủ đề ra. Cần phải tổ chức cái việc các là thí điểm, đánh giá xem cái hiệu quả của nó đến đâu, chi phí thế nào. Và có nên chăng là tích hợp giữa cái camera với cái thiết bị giám sát hành trình hiện nay vào hay không? Bởi vì nếu tích hợp được ấy, là nó sẽ giảm được cái chi phí đầu tư, giảm được cái chi phí truyền dữ liệu thay vì trước kia là mình cứ chịu hai lần phí truyền dữ liệu. Việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp các doanh nghiệp vận tải tối ưu quản lý và nhận được những cảnh báo sớm nhằm nâng cao an toàn cho người đi xe. Giải pháp này kỳ vọng sẽ kiểm soát và đảm bảo an toàn trên các hành trình giao thông trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên từ ngày hôm nay 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, tại khu vực Bắc Bộ cũng như là ở khu vực Trung Bộ thì sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 37 cho tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 cho tới 19 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên sẽ xảy ra nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế đi ra đường, làm việc dưới trời nắng nóng và đồng thời chủ động ăn uống, giữ sức khỏe. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp độ 1. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.